Âm binh là gì? Âm, cõi âm, thế giới người chết, binh, binh lính, binh sĩ trong quân đội. Vậy nếu dịch sát nghĩa của hai từ này ghép lại thì âm binh, có nghĩa là, binh lính, binh sĩ của cõi âm, của thế giới người đã khuất, theo một ý nghĩa tâm linh nào đó, người ta tin rằng trên thế giới thật, thế giới người sống có quân đội, binh lính thì ở dưới cõi âm cũng vậy, âm binh thường là những vong hồn vất vưởng, không nơi nương tựa được thầy cúng, pháp sư hay phù thủy triệu hồi hay chiêu mộ để giúp họ giúp người hay hại người, tại sao gọi là âm binh? âm binh cũng có nhiều toán binh, gọi là âm binh cho ách chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về, mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy mà thôi, có khi chính họ lại bị bắt làm theo lệnh, khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như là được cúng đồ ăn hay thức uống sau khi nhiệm vụ hoàn thành còn gọi là khao binh. Loại âm vong này thì không có sự huấn luyện, chỉ như bao nhiêu vong âm khác cho nên âm lực rất yếu, chúng chủ yếu chỉ có thể hù dọa, hay phá phách này nọ mà thôi cao hơn một chút thì là âm binh của tông phái đăng phái đó những binh này tuy cũng là âm binh nhưng không phải của mấy ông thầy chiêu mộ mà có được mà là binh của chư vị tổ sư của các đời trước luyện âm binh như thế nào muốn luyện âm binh phải đi tìm những nơi nghĩa địa chiến trường xưa vùng đất từng bị ôn dịch chết nhiều nơi đó mới có nhiều vong lang thang dễ cho thầy chiêu mộ cách nhận biết thầy pháp luyện âm binh cách nhận biết cơ bản nhất là vị trí đặt bàn thờ bàn thờ âm binh không bao giờ được để trong nhà các thầy phù thủy thường gọi là tĩnh trong tĩnh ngoài xác lệnh triệu binh có khi các thầy còn thờ cả tướng trời như triệu công minh tề thiên đại thánh na cha chỉ có ở các thầy pháp có lẽ các thầy muốn dựa vào oai các vị này mà khiển binh cho dễ lễ vật cúng binh từ đơn giản là muối gạo nổ cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt cá trái cây rau quả có nên tu luyện âm binh tu luyện âm binh là đang sử dụng con dao hai lưỡi không biết lúc nào bị đứt tay thông thường sau khi sử dụng một thời gian chủ yếu là làm công đức thì các thầy làm phép cầu siêu cho chư vị để họ đi đầu thai hoặc về cõi khác tốt hơn các thầy nếu như cố tình lạm dụng âm binh nhiều thì chắc chào đó không còn đủ sức để điều khiển hoặc đã hết thời thì âm binh sẽ quay lại vật chết hoặc hành xác điên khùng lúc đó muốn sống chẳng được mà muốn chết không xong gia binh và nô binh là gì ngoài ra còn có một loại binh nữa gọi là gia binh thấp hơn gọi là gia binh và gia nô binh binh này là binh riêng của một số thầy có đạo hay hành pháp sự tu theo cửa nhà trần hay cửa tứ phủ những binh này chủ yếu bảo vệ điện thờ tư gia hay giúp việc cho thầy làm pháp sự, hoặc các dòng nuôi ma xó ma then của người dân tộc việc xuất phát của binh này từ xa xưa, cũng như trò chơi thời trẻ ta hay chơi như trò malon, ma lon ma bát hay trò ngón tay khinh người, ai làm thầy mà không muốn có phần âm hỗ trợ trực tiếp, tiếp, âm binh, con dao hai lưỡi, nhưng cũng cảnh cáo, việc do người chiêu, sự do người làm, trần sao thì âm vậy, tâm sao thì tính thế, dù là anh có đạo thì âm binh cũng là con dao hai lưỡi, tâm tính chủ sao thì binh theo làm vậy anh dù thừa hưởng binh tổ để lại đã trải qua đăng bạ với nhà thánh và nhiều đời huấn luyện, chứ không nói là binh anh chiêu, anh bắt, anh luyện hay họ theo vào, nhưng nếu tâm anh không thuận, chỉ giấy tà hay làm trái điều luật âm dương, vì tiền vì danh bất chấp tất cả, thì bản chất âm binh họ cũng không phải là cao đạo, họ cũng tà theo, quen tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn anh và thậm chí họ dẫn anh vào đường tà lúc nào không biết, hệ quả thậm chí vỡ mệnh đồng, cao hơn còn là vỡ tĩnh điện không quản nổi binh anh cứ nghĩ, nếu anh là thủ trưởng mà tham ô ăn hối lộ đút lót làm sai, họ có học theo anh không? Và các thế lực vong tả khác có mượn chuyện này để lợi dụng anh không? Tất nhiên là có, pháp môn kém cỏi âm binh cũng yếu hèn, cũng có dòng đồng pháp tổ thất truyền, hoặc pháp môn cóp nhặt, kém, cũng nuôi cũng luyện, gọi là âm binh, thực ra gọi là âm binh cho ách. Chứ kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về mà làm việc theo sự sai khiến của các ông thầy, có khi chính họ lại bị bắt làm theo lệnh khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như là được cúng đồ ăn hay thức uống sau khi nhiệm vụ hoàn thành còn gọi là khao binh loại âm vong này thì không có sự huấn luyện chỉ như bao nhiêu vong âm khác cho nên âm lực rất yếu chúng chủ yếu chỉ có thể hù dọa hay phá phách này nọ mà thôi nói về âm binh đừng đem ra nhạo báng viết vậy để mọi người có cái nhìn đa chiều về âm binh đặc biệt chỉ khuyên ai tín thánh có đồng có đạo trong đền công nhà thánh hay đình làng hay bất cứ nơi đâu đừng có chửi đồng giả hay nói về âm binh thì bớt mồm lại chớ vơ đũa cả nắm vì nơi đó cũng có các đội quân mà gọi chung là âm binh chú đóng họ giúp ngăn chặn vong tà giữ gìn trật tự âm phần nên đôi khi nói quá lại bị vạ miệng đến lúc có tà gia kêu nhờ họ họ không thèm để ý ngoài ra vài người hay ví von âm binh mang một ý nghĩa chỉ những người đáng ghét hay mang tai họa hư hỏng chọc ngoáy phá đám việc của người khác hoặc ví dụ hoặc ví dụ nhìn cái mặt âm binh của nó là hôm nay hết bán buôn gì được rồi, những câu thế này cũng không mấy hay ho nên tôi khuyên các bạn không nên dùng từ này để nói về người khác. Kết luận, thực ra thì bản chất của âm binh là rất tốt, dù binh nhà thánh hay gia binh, họ đều là những vị chấp hành quy định âm dương và công việc chủ yếu là giúp đỡ bách gia và bảo hộ dân tộc này. Nhưng riêng phần gia nô binh thì không khác gì con dao hai lưỡi, người sử dụng với mục đích hành đạo lấy tâm lấy đức làm đầu, lấy sự thánh thiện làm tiêu chí thì là một việc cực kỳ có đức, thậm chí tạo phúc cho bản thân và dòng họ cũng như đường tu